Thưa quý vị và các đồng chí, nhà máy A32 thuộc Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân đã thành công trong việc làm chủ kỹ thuật công nghệ sửa chữa máy bay hiện đại Su-27. Bằng chính bàn tay, khối óc của những người lính thợ và chiếc máy bay Su-27 UBK đầu tiên mang số hiệu 8526 đã được xuất xưởng bàn giao cho đơn vị chiến đấu. Trên thực tế, các dòng máy bay phản lực của Quân chủng Phòng không Không quân đều được nhập từ nước ngoài. Do đó, vật tư khí tài thay thế khan hiếm. Máy bay đưa vào sửa chữa mất đồng bộ, mức độ hỏng hóc phức tạp, trong đó có dòng máy bay Su-27. Với hơn 50 năm thực hiện nhiệm vụ sửa chữa hỏng hóc cho rất nhiều loại máy bay phản lực, đội ngũ kỹ sư công nhân kỹ thuật của nhà máy A32 đã tìm tòi mọi biện pháp khắc phục và từ đây nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã ra đời có giá trị thực tiễn cao. Từ khi có dự án Su-27 thì tôi là một trong những người mà tham gia từ đầu về sửa chữa tăng hạm cùng với các đoàn chuyên gia của Ukraine. Tôi có đứng chủ 3 đề tài, đó là máy thử nghiệm bơm nhiên liệu và hiện nay đã thành công, đã sửa chữa được tất cả các thiết bị lẻ của hệ tổng nhiên liệu máy bay Su-27, Su-30. Để làm chủ công nghệ, kỹ thuật sửa chữa cho dòng máy bay Su-27, nhà máy A32 đã cử hàng chục cán bộ đi tập huấn tại nước ngoài. Do đó, nếu như trước đây, việc bảo dưỡng sửa chữa máy bay Su-27 đều do chuyên gia nước ngoài đảm nhận, thì nay, nhà máy đã tự mình sửa chữa thành công các hỏng hóc của loại chiến đấu cơ hiện đại này. Mỗi phân xưởng sửa chữa một mảng kỹ thuật với trên 10.000 linh kiện khác nhau đòi hỏi sự thận trọng, tỉ mỉ, chính xác, hết sức nghiêm ngặt. Chỉ cần một sai sót nhỏ, một linh kiện không đúng niên hạn, một đinh ốc đặt sai vị trí thì nguy cơ mất an toàn là rất cao. Chúng tôi đã tổ chức bay thử chuyển sân thành công 8526. Đây nó thể hiện được cái năng lực không như những của riêng A32 mà nó đã được thể hiện được cái năng lực sửa chữa đảm bảo trang bị khí tài cho toàn quân trong thời gian tới, đặc biệt đối với vũ khí trang bị thế hệ mới như Su-27. Việc sửa chữa thành công máy bay Su-27 chứng tỏ khả năng làm chủ hoàn toàn về kỹ thuật công nghệ của kỹ sư quân sự Việt Nam. Đây cũng là nền tảng vững chắc để đảm bảo kỹ thuật cho loại máy bay hiện đại hơn như Su-30, Su-30 MK2. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực công nghiệp quốc phòng của đất nước.